Người phụ nữ khi mang bầu nó ảnh hưởng đứa con dữ lắm. Khi mang bầu mà lo lắng nặng nề rồi buồn phiền, dặn chồng, dặn người này dặn người kia, rồi ăn uống đi đứng nó không có quan nghi gì hết, sanh ra đứa con tiêu. Cái kiểu như mà giờ mang bầu mà lúc nào cũng buồn hết, chứ sanh con cái mặt buồn hiu, mắt buồn hiu, tại vì cái trạng thái của mình sao sanh con ra vậy. Nên cái cặp mắt quan trọng lắm, không có giỡn đâu. Người nó nhìn nó phải tỉnh, trạng thái người lúc nào cũng phải tỉnh. Chúng ta là chủ một gia đình, cha mẹ, hay chúng ta là một người lãnh đạo, lúc nào con người mình trạng thái phải giống như là có lửa vậy đó. Nó gọi là cái gì? Lửa đem phải lửa sân si nha. Hiểu không? Nó có nghĩa là quý vị biết rằng đi đâu cũng truyền lửa cho người ta chứ nha. Những đứa coi qua cái chàng trai chàng nít mà cục tay cục chân á, đi nhiều nước trên thế giới lắm, đi đến đâu cũng truyền lửa cho người ta chứ. Giảng dạy những cái trường đại học đồ này kia qua Việt Nam mình nữa mà. Người ta nhìn anh mà tự nhiên người ta phấn đấu lên được. Ta nhìn từ anh mà ta phấn đấu lên. Từ nơi đó mà ta đi đâu cũng tu phước tu duyên đặc biệt được là do người ta có năng lượng đầy đủ quá. Có người có năng lượng đầy đủ quá mà nói chuyện nó cũng thu hút nữa. Còn có người mà thiếu năng lượng mà lên nói chuyện mấy câu người ta đi mất tiêu chứ. Thua đó. Ha. Đó nên con người cần phải tích tụ nguồn năng lượng cao cấp. Mà cái nguồn năng lượng này ở đâu mà những đức có được tương đối nhiều quý vị? Là ngay chỗ những đức cả ngày, những đức nghĩ thiện làm thiện niệm Phật. Ngay chỗ đó đó. Nghĩ thiện làm thiện niệm Phật. Vậy đó mà năng lượng đầy đủ. Vậy mà điều kiện sống trong chùa đầy đủ, bao nhiêu con người đông gì, quá trời đông luôn. Mà bây giờ người ta ào 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 về chùa mà người ta ở nghe. Đó. Từ nơi đó mà những đức nói con người mà năng lượng đầy đủ nó vui lắm. Quý vị coi nè, đèn nè, bóng đèn nè, điện đủ thì đèn sáng, điện yếu thì đèn mờ, yếu nữa thì giật. Vì thế điện mà yếu không, đèn chụp chịu nổi không? Nó chết chút đứt bóng luôn, hiểu không? Đó. Nên con người chúng ta từ khi còn khỏe gì nè, nguồn năng lượng của chúng ta tích trữ cho đến già. Bây giờ quý vị xài sạch nhất hết trơn à. Xài sạch hết trơn mà không biết nạp. Bây giờ thứ bảy chủ nhật vô đây nạp đúng không? Về nhà phải tập biết nạp thêm nữa. Chứ không lẽ nạp có 2 ngày xài 5 ngày. Rồi 5 ngày hết thì vô đây nạp nữa. Vậy thì cả đời mình còn năng lượng đâu mà để xài khi tuổi già. Phải biết nạp năng lượng. Giữ cái tâm thiện, giữ cái tâm hoan hỷ, giữ cái tâm biết ơn, rồi hiếu với cha mẹ, đó là năng lượng đầy đủ. Cái bài học tập hôm nay chúng ta nhắc nhở nhau đó là gì? Anh em hòa gia đạo thịnh 100%. Anh em hòa thuận thì gia đạo mới thịnh. Chắc chắn luôn. Bây giờ quý vị coi một gia đình này rất giàu, nhưng anh em nó đấu đá giành giật của cải nhau thịnh không? Người làm cha làm mẹ bây giờ chúng ta chịu nổi nhìn con vậy không? Không có người làm cha làm mẹ nào mà mong muốn con của mình mà nó lớn lên mà nó đấu đá nhau giành giật của cải chứ. Ngày xưa những đứa cái dưới quê mà quý vị biết rằng anh em mà có khi mà cái đường bờ nó còn lắng ganh. Trời, con người ta nó tham đến mức mà cái đường bờ nó cũng lắng ganh đắt nữa trời. Thấy không? Cái tâm đó thì sao mà có phước được. Hiểu không? Con người trong mạng có phước thì nó thịnh nè. Mà cái trong mạng có phước là mình biết á, tạo ra phước. Mà cái phước tạo lớn nhất là từ người con hiếu với cha mẹ. Mà cái tâm người con hiếu với cha mẹ thì làm sao cho cha mẹ vui? Anh em hòa thuận thì cha mẹ vui chứ sao? Dù bây giờ mình chưa cho tiền cha mẹ gì hết trơn á, nhưng mà anh em rất là hòa thuận. Anh khó khăn em giúp đỡ, em khó khăn anh giúp đỡ. Nếu như mà mình sống như vậy thì cha mẹ mình vui lòng biết bao nhiêu mà nói cho quý vị. Bây giờ anh khổ nhưng mà em không giúp, em chuẩn bị giúp thì vợ của em nói không có giúp. Ông mà giúp nghe, ra khỏi nhà. Ông mà giúp nghe, tối hôm nay đừng có ngủ vô đây. Ra ngoài sao? Lúc đó thôi anh nghỉ giúp rồi. Nó nên nó bị thấy không? Từ nơi đó mà tự nhiên cái người mình nó thành hình ra vậy luôn vậy đó. Nó nên ví dụ như các ông đi, mình có vợ đi. Nên người xưa ta nói câu hay lắm.
dạy con dạy lúc còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Ban đầu không chịu dạy, về sau sao dạy? Nó mà leo lên trên đầu mà nó ngồi rồi thì đừng có mong mà dạy. Thấy không? Thí dụ như bây giờ các cô trong chùa mà đi, những đức thương lắm, nhưng mà cái làm cái gì mà như đức không vừa lòng, như đức nhìn một phát thôi là rồi, tránh cho chỗ khác đi, đừng nói vòng vo chứ, hiểu không? Cầm trái banh ra đá 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 đá, như đức nói, như đức khỏi cần nói, như đức nhìn trái banh cái xách trái banh đi vô. Vì nghĩ thương là rất là thương, rất là gần gũi, rất là quan tâm, nhưng mà tại sao lại có một cái điều mà rõ ràng vô cùng, phải không? Vậy mới được chứ đâu phải là con người mình là hùm beo cọp sói gì đâu. Lúc nào mình cũng gầm ghì người ta, vậy sống sao vui? Mình rất là vui vẻ, gần gũi, mình là người đàn ông đặc biệt. Về nhà cái là thấy gia đình có nụ cười liền, nhưng mà cái gì mình nói không được là không được. Mình nói một câu không được là không được, không nói vòng vo chứ. Thí dụ như bây giờ mình đi tu thường xuyên, mình nói bữa nay không đi tu là rồi, đừng có nói vòng vo ở nhà đi, đừng có nói vòng vo gì chứ. Tôi kêu không đi tu là tôi biết ở nhà hôm nay có công chuyện, không đi. Nói một tiếng thôi, đừng có nói vòng vo chứ, người ta suy nghĩ kỹ lắm, người ta nói một tiếng. Không đi là không đi, không. Còn thí dụ như bình thường, cứ đi đi, không sao. Mình cho người ta thoải mái một chút. Nhưng mà có những lúc mình nói không được là không được. Có nghĩa là trong một cái gia đình mình nói như vậy đó, con cái mình thương, mình có, mình sống, mình biết trẻ em nó cần cái gì. Mình làm cha, làm mẹ, mình phải có cái tư tưởng con mình còn nhỏ nó đang cần cái gì, nhu cầu sao, như mình còn nhỏ mình đang cần cái gì, mình đang thích cái gì, mình nhìn lại bản thân mình rồi mình đáp ứng nhu cầu cho con mình sao phù hợp. Nhưng mà mình nói với con rằng cha mẹ cho là được, cha mẹ chỉ cần nói một câu không được là đừng có nói vòng vo nữa. Nếu trong gia đình quý vị mà được như vậy thì gia đình quý vị quá tuyệt vời. Đừng có bao giờ mà nói câu không được mà đi năn nỉ mà nói được nghe, không. Mình nói câu không được mình suy nghĩ rất là kỹ, không được là không được. Một tiếng một thôi, còn cái gì bình thường mình cứ để bình thường. Rồi mình con mình, gia đình mình, vợ mình, chồng mình, mình đi đâu mình mua quà, mình mua bánh đó mình đem về. Nè, nay tôi đi làm về nè, mua bánh nè, cắt bánh ra, hai vợ chồng con ăn vui vô cùng, thấy chưa? Mà vui xong mà mình còn hát cho vợ mình nghe. Trời ơi, mình làm người đàn ông đặc biệt mà, đúng không? Nhưng mà có những lúc mình nói không có được như vậy là không được à. Nó vòng vo chứ nghe. Rồi mình á, thí dụ như bây giờ gia đình bên vợ mình sao, cha mẹ già rồi, gia đình cũng nghèo, lâu lâu mình nói em cầm vài triệu bạc gỡ cho mẹ cha, nói vòng vo, nói gỡ đi mà, cha mẹ già sống nay chết mai, bây giờ còn sống mà không lo, mai mốt mà chết rồi mà lo cái gì nữa, lúc đó mâm cao cổ đầy cũng có ăn uống gì được đâu, nghe thầy giảng hoài hoài mà bà keo quá à. Thấy không? Mình nói một câu vậy nghe, người ta trong lòng người phụ nữ, người ta cảm kích người chồng vậy lắm. Người ta thương người chồng, người ta cảm kích người chồng. Trời ơi, đàn ông nó đặc biệt gì đâu. Khỏi cần vợ nói mình cũng tính ra được nè. Tết nhất lễ lộc một năm mấy lần đám giỗ này kia, không về được trước thời gian gỡ tiền về để cho trang trải cái việc giỗ quải gia đình dòng họ. Năm nay con không về được. Hay không, mình gần gần này mình phải về xa quá, có khi mình về không được. Mình phải gỡ tiền bạc về để đám giỗ quải. Nhớ cái ơn nghĩa là bên vợ đàng hoàng. Có người như vậy thì vợ sẽ tôn trọng mình, còn mình là người vợ thì nhớ ơn chồng, nhớ ơn bên chồng này kia đồ, hiểu không? Thì tự nhiên hai bên nó đối đáp với nhau bằng cái tình cảm và sự tôn trọng. Quý vị nghĩ sao mà không hạnh phúc, sao mà không hạnh phúc được? Bây giờ mình chỉ cần lo có tiền thôi, còn ngoài ra cái chuyện tình cảm con người quý vị quên mất tiêu, không có nghĩ ngợi gì giết. Mà mình đàn ông mình bù đầu bù cổ, mình làm ra tiền mình thấy cực quá, mình không có nghĩ ngợi cho ai. Người đàn ông mình vậy nó tiêu cực dữ lắm, nó thật luôn á. Đồng tiền có là để xài chứ không phải có để giữ, mà xài phải xài đúng nơi đúng chỗ, cho cha cho mẹ, anh em khó khăn giúp đỡ được giúp, làm phước duyên. Tại vì tiền tạo ra để xài mà, giữ làm gì? Mà càng xài như vậy thì phước càng lớn, gia đạo càng tốt. Dù nó không có giàu như người ta gì quá, nhưng mà nó rất tự tại. Tự tại an vui còn hơn giàu mà buồn phiền. Những đức nói thiệt á, tự tại an vui nó còn hạnh phúc hơn là giàu mà buồn phiền. Có những người ta giàu mà ta nặng nề dữ lắm, nói thiệt luôn đó. Lúc nghèo thì nặng ít, mà lúc giàu thì nặng nhiều.
càng giàu thì càng nặng. Càng giàu thì cái chuyện mà vợ chồng không có dịp gặp nhau, con còn mình với mình không có gặp nhau được, vậy giàu chi chợ. Con người ta sống trong một gia đình thường phải gặp nhau. Bây giờ quý vị muốn cho con quý vị giảm bớt xài điện thoại không? Quý vị mỗi lần đi về nhà cái là buổi cơm ăn chung, rồi mình làm cho gia đình nó vui lên. Cái niềm vui nó trang trải qua cái chuyện mà thiếu thốn nên phải vui chơi điện thoại. Con người ta vui quá ta đâu có xài điện thoại làm gì. Như chùa mình cả ngày người ta cười suốt à, nhưng Đức mà đi xuống nhà ăn là như Đức cứ chọc mấy cô cười. Vì sao? Vì nó cười nó mới nấu ăn cho mình ăn ngon. Nó cười nên nó nấu đồ ăn cho mình mỹ vị. Nó mà buồn nó nấu chất độc cho mình ăn mình chết. Hiểu chưa? Tại nó nấu cho mình ăn mà mình có biết nó bỏ gì vô. Nó mà bực bội lên nó sáng xỉ đồ ăn á. Đồ hũ mà nó lấy cái tâm nó làm nè. Hiểu không? Mình ăn đồ ăn đó mình chết. Hiểu không? Nên ví dụ như mình đi làm về đi chăng nữa, Nhận Đức thường cái vụ này Nhận Đức cứ nhắc hoài. Nhận Đức nói rằng cái người mình lúc nào trạng thái cũng đặc biệt, đa phần thời gian nhiều nhất đó là lúc nào trạng thái cũng phải đặc biệt. Đi làm gì đừng bao giờ mà nói tôi mệt quá bực mình, đừng có gì. Làm gì đi làm nhiều bực mình. Mình đi làm về một cái là tâm trạng mình phải thoải mái. Bước vô nhà một cái là cười một cái liền. Thí dụ như bây giờ mình đi làm gì mà vợ mình bước ra mà mở cửa một cái mình bước vô cái mình chào em. Kiểu đây mà vợ tối ngày nó canh mình đi về hoài luôn, nó thiệt luôn á. Nó canh mình đi làm gì á. Còn kiểu mà mình đi làm gì mà mình chạy xe vô mở mặt mình. Mặt đi kênh. Nó, anh ăn cơm chưa? Chưa. Để em dọn cơm cho ăn nha. Từ từ. Không, gõ đầu lên cái ghế nằm mà con người mình gác tay lên chán, mắt vẫn trắng. Vợ mình nó nói trời là trời, không biết ổng cái tâm trạng gì mà mình cũng không biết, ổng hiểu không hiểu ổng sao. Nó làm cho gia đình trời ơi, vợ con gì ai cũng đứng hình hết chứ. Tự nhiên mình đi làm gì cái mình làm cả gia đình mình nặng nề à. Thấy không? Bây giờ bữa nay chúng ta kiếm tiền nhiều hay kiếm tiền ít, nhưng mà cái tâm trạng mình về nhà cái là thoải mái. Dù cho họ kiếm tiền có được bao nhiêu mà về nhà thoải mái, có nghĩa là ai người ta cũng trông mình về nhà chứ. Thí dụ như vậy, như Đức bây giờ mấy cụ bà trông như Đức đi qua bển thăm, mỗi đầu vàng như Đức qua là mấy bà cụ bà mừng hơn vậy nữa. Chứ có bao giờ mà người ta nói ông Đức đừng có qua, cái ông đó đừng có thứ ác ôn, có ai mà nói gì không? Không có bao giờ mà như vậy. Tại vì mình đi đến người ta là mình lo cái này lo cái kia, mình tính không à. Nhận Đức nói thiệt nghe, mình là một người cha mẹ trong gia đình, mình là một người lãnh đạo. Đừng bao giờ tạo áp lực cho người dưới tay mình. Cái gì mình làm là đó là bản thân của mình, họ không có giúp mình được mình. Mình đừng có tạo áp lực cho họ. Nhận Đức chưa bao giờ tạo một cái áp lực gì cho chùa, cho các cụ, cho mấy cô, mấy chú bên cạnh, không bao giờ. Vì cái việc này mình làm mình phải lo chứ mình không có tạo áp lực cho họ làm chi. Có những việc Nhận Đức cũng bị rắc rối lắm, nhưng mà thôi, việc này để mình xử lý. Chứ nói ra thì họ cũng giải quyết giùm cho mình được cái gì. Thôi việc này để bản thân mình tự giải quyết. Còn họ để cho họ thoải mái đi. Vậy mà nhờ cái thoải mái của họ mà trang trải cho mình để mình cũng khỏe. Trời ơi, bây giờ mình áp lực mình tạo cho cả nhóm áp lực, ai cũng áp lực, vậy ai giúp ai? Giống như ai cũng đuối chân ai kè ai, đúng không? Nên cái kỳ việc mà quý vị nghe giáo dục nó quan trọng dữ lắm. Những điều như Đức chia sẻ đây quý vị nên áp dụng đi. Nên những Đức nói mỗi tuần thứ bảy đi đến đây, mỗi tuần chủ nhật đi đến đây, nạp năng lượng. Đúng không? Hiểu không? Tự nhiên quý vị giờ đi vòng vòng quý vị thấy cũng vui nữa. Mà quý vị thấy rõ ràng cái buổi nói chuyện này, nếu quý vị tiếp nhận nha, làm cho con người bị nó sảng khoái gì sao đâu. Qua cái lời nói thôi nó làm cho mình sảng khoái đó chứ không dễ đâu. Nên thí dụ như mà Nhận Đức mà ngồi mà Nhận Đức tiếp mà Phật tử đi, như cái cô bữa đó đâu quen Đoàn Chị Mai mà vô Nhận Đức tiếp mà một lần bà nói một câu, sao nói chuyện với thầy cho thấy dễ quá. Nói chuyện với thầy mà con mai mốt con về, con muốn về đây ở luôn. Sao mà con gặp nhiều người sao cũng đi tu như thầy mà nói chuyện cũng sợ quá trời sợ. Sao thấy họ khó quá. Nhận Đức nói mỗi người có tính khác nhau. Rồi thì bà nói một câu gì nè, là thầy nói những cái văn tự sao con dễ hiểu quá. Con đi qua nước ngoài bốn mấy năm đó thầy, tiếng nói con cứng lắm. Nhiều cái câu tôi không biết luôn thầy, mà sao thầy nói câu nào con cũng hiểu. Thầy thấy không? Có nghĩa là văn tự mình đưa ra rất dễ hiểu, rất phổ thông luôn. Nó rất là phổ thông. Nên Nhận Đức nói rằng con của mình cho học tiếng Việt nhiều đi, hay
Bây giờ điện thoại thông minh quá trời luôn. Cái chữ tiếng Anh lấy điện thoại gọi vô cái nó ra cái tiếng gì Việt được. Còn cần gì học tiếng Anh cho nó mệt thì mất thời gian. Học tiếng Việt cho nó giỏi vứt cho rồi. Cái tiếng Việt là tiếng gì? Hiếu cha hiếu mẹ, hòa thuận anh em, thương yêu mọi người. Những gì mình không muốn thì đừng đem cho người khác. Những cái tiếng này học cho nhiều đi. Hồng chi bà sồ bà xịt. Thấy điện thoại giờ thông minh đó mấy chú không làm. Ông thấy cái chữ tiếng Anh nó đâu biết đọc đâu. Ông lấy cái điện thoại gọi vô cái nó hiện ra tiếng Việt. Mấy ông nói bây giờ tiện lắm thầy ô. Cần về đi học tiếng Anh nhiều cho nó mệt thêm. Trời ơi đi học chi nhiều quá. Ba công tiếng này tiếng kia. Chỉ cần có đạo đức thôi sau này làm ông chủ cũng được. Ông chủ mà có đạo đức á, những người nhân viên làm việc cho mình họ biết tiếng Anh, mình đi đâu mình dẫn họ theo, mình giao tiếp với người ta nó thông dịch viên cho mình. Mình nói nó mày thông dịch viên đàng hoàng tao thu âm là hết á. Mày thông dịch viên tầm bậy tao về tao cắt lương mày cho mày biết. Hiểu không? Nó cho mà nó làm mà mình thật sự nghe mình là ông chủ nghe. Khi mà ta làm công cho mình á, cái tâm trạng của người mình khi đi làm công cho ta, mình muốn người ta phải đáp ứng cái nhu cầu lương bổng cho nó phù hợp. Mình đáp ứng cái nhu cầu đó cho phù hợp cho người ta thì người ta hết lòng đến với mình liền, nó thật lòng luôn. Ta hết lòng liền, ta không có bỏ mình đâu. Nó cái nhu cầu của cuộc sống của con người cần lắm quý vị à. Nên khi mình đã nhu cầu cuộc sống mình cần thì người ta cũng cần, mình cũng biết điều đó. Mình nên suy nghĩ cho người ta thì người ta sẽ hết lòng vì mình. Những đức nói rằng cái sự nghiệp chúng ta kiếm được một tháng ví dụ như 50 triệu đi. Thật sự mà chưa nói chúng ta bỏ ra thí dụ như 20-30 triệu. Để chi mình có kiếm được 30 triệu, 50 triệu này hoài. Còn nếu như mình chỉ biết gom vô 50 triệu mà mình không chịu bỏ ra thì cơ hội đâu mình kiếm hoài. Chúng ta phải tính cái con đường là kiếm hoài. Chứ chúng ta đừng có kiếm nhất thờ. Mình mà keo kiệt quá người ta không có phụ trợ mình đâu. Thí dụ như bây giờ chùa mình người ta cúng dường này kia, những đức lo cho chúng đàng hoàng đầy đủ. Nên ai cũng là người nhiệt tình cùng chung tay, chẳng thấy chưa? Ai cũng là người nhiệt tình cùng chung tay vì cái nhu cầu cuộc sống những đức lo mà. Những đức nói rằng chùa mình bây giờ cuộc sống của chúng ta là chỉ có ăn đầy đủ. Rồi chúng ta chỗ ngủ sạch sẽ, đồ đạc bặn lành lặn. Rồi nấu ăn phục vụ đại chúng, mỗi cương vị nhiệt tình làm. Rồi nhu cầu cuộc sống là chỉ có ăn đầy đủ, chỗ ở đàng hoàng, đồ đạc bặn sạch sẽ, mỗi ngày được cười. Rồi còn cái việc khác vật chất của cải không có. Vậy thì cái nhu cầu cuộc sống của họ bị lo đàng hoàng đi là đủ rồi. Nên chùa chúng ta bao nhiêu con người đều là nhu cầu sống như vậy thôi. Rất đơn giản. Đã không có vật chất thì không có tranh cạnh, không có hơn thua. Nên chùa chúng ta đỡ tối đa cái chuyện hơn thua đấu đá. Nên tại sao gia đình mình có mấy người mà nó đấu đá nhau, anh em lớn lên là đấu đá? Vì nó canh. Thằng con này mình vừa mua cho thằng con chiếc xe gì đó mà thằng kia chưa được mua là nó canh liền. Nó ganh tị, hiểu chưa? Nên mình dạy con mà từ khi còn nhỏ với cái hành động á, khi anh chị em mà sống với nhau, anh được mình mừng, em được mình mừng, tập từ khi còn nhỏ luôn rèn. Sau này đỡ tối đa cái chuyện nó tranh cạnh hơn thua nha. Nó nên những đức nói vị nghe chứ, mình đi về chùa mình nghe gì, mình nhận thức về cái cuộc sống nhân sinh này lắm. Đa phần con người bây giờ người ta cứ nghĩ rằng có tiền nhiều là hạnh phúc. Chưa chắc đâu quý vị. Những đức nói 100%. Quý vị có tiền nhiều chưa chắc hạnh phúc đâu. Có những người nói ao ước gì mình phải đẹp như cô đó. Hạnh phúc không? Chưa chắc. Có tiền nhiều đẹp chưa chắc hạnh phúc. Có danh nhiều cũng chưa chắc hạnh phúc nữa. Vì cái hạnh phúc nó đặt ở đâu? Cái hạnh phúc nó đặt ngay cái chỗ bản thân của mình. Bản thân của mình chấp nhận và sống làm sao đơn giản bình dị. Nó hạnh phúc mà quý vị. Nó thiệt á. Hạnh phúc nó đặt ngay cái chỗ con người sống đơn giản bình dị. Và con người nó cởi mở tâm tư ra, niệm niệm nó có cái nghĩ gì người. Quý vị biết vì sao con người ta bây giờ mà tâm lượng nó hẹp hòi không quý vị? Chiếc điện thoại này mà tâm lượng hẹp hòi đó. Quý vị mà suy nghĩ kỹ đi, chiếc điện thoại này tâm lượng hẹp hòi đó. Nó gom cả thế giới lại trong một chiếc điện thoại. Nó mỗi ngày nó nhìn vào chiếc điện thoại và nó không nhìn xung quanh luôn. Cả cha mẹ nấu ăn, nấu cơm cho nó ăn mà đổ bao nhiêu giọt mồ hôi nó cũng không cần quan tâm tới, nó nhìn điện thoại thôi. Phải là chiếc điện thoại này nó gom cả thế giới nằm trong chiếc điện thoại không? Và con người ta nó bị tiêu cực đi vào chiếc điện thoại.
và quên đi xung quanh hoàn cảnh con người mình, bao nhiêu con người đang khổ, bao nhiêu con người đang cần cái gì cái gì, và cha mẹ mình đang lam lũ vì cuộc sống mà lo cho mình đi học cực khổ vô cùng mà mình không quan tâm, chỉ biết nhìn điện thoại mà quên hoàn toàn cái việc xung quanh chúng ta đang như thế nào. Nên con người ta ngay chiếc điện thoại cắm vào mà con người ta tự nhiên trở thành tiêu cực và tâm lượng hẹp hòi luôn. Tâm lượng hẹp hòi luôn quý vị. Nên chúng ta kiếm được đồng tiền mà dễ quá, có khi chúng ta cũng dễ hư. Có được tiền nhưng mà con người chúng ta không có biết đạo đức. Khi con người mình kiếm đồng tiền mà hơi khổ, mình mới nhận thức được cái đồng tiền nó có một giá trị như thế nào. Nên con của mình dù nhà giàu nhưng mình đừng bao giờ để cho con mình ti tiện xài tiền mà con không biết cái giá trị của đồng tiền. Nó không biết cảm ơn gì đâu quý vị à. Nhiều người gia đình giàu không có biết dạy con, họ dạy gì nè: con yên tâm đi, nhà mình giàu lắm, xài tiền hoài xài cũng hết nữa, cả đời của con, đời con xài cũng hết tiền này nữa. Quý vị tin điều này không? Những đứa không tin rồi đó. Quý vị có tiền nhiều bằng cái nguyên cái nhà này chắc đầy luôn, quý vị cũng xài cũng tự nhiên nó sụp đổ nữa. Những đứa nói quý vị nghe, tiền nó là giặc ngoài thân mà nó chắc đầy cái nhà này luôn, nhưng quý vị thiếu đạo đức. Thiếu đạo đức, trong mạng hết phước thì tiền nó chỉ là của cái bên ngoài thôi. Nó lạ lắm. Nguyên cái đồng tiền mà chắc cái nhà này á, ở đâu nó không sụp đất, nó sụp ngay cái nhà này, nó sụp xuống tiền nó chôn xuống dưới đó luôn, rồi nó nhét cứng dưới đó luôn, rồi không lấy được gì, không biết đâu tiền mất tiêu hết trơn. Nhưng mà trong cái lúc mà nó sụp đó, nó lại chết thêm vài người nữa. Quý vị phải đền mạng cho người ta nữa. Nó khiến cho quý vị của cải mất sạch, gọi là tiền mất mà tật mang, sự nghiệp tan tành. Không thể nào ngờ được là bây giờ gia đạo mình lại như vậy. Quý vị bây giờ chỉ cần quan sát một chút thôi với cái xã hội này, quý vị thấy có không? Có những người mà địa vị và tiền bạc họ giàu đến mức mà không thể nào nghĩ rằng một phát trắng tay đi vào tù ngồi luôn. Quý vị không ngờ họ lại là như vậy luôn á. Nhưng mà họ lại xảy ra chuyện như vậy đó quý vị. Có không? Có mà. Đồng tiền đó là đồng tiền gì? Đồng tiền bất chính, đồng tiền không đúng đắn mà đem về để lo gia đình, là cả gia đình phải dùng đồng tiền tội lỗi. Bị nhớ nè, cái tội lỗi lớn nhất của con người ta mà thừa vào lúc người khổ mà lại trục lợi. Nhớ nghe các con nè, mở con mắt ra, lắng lỗ tai mà nghe câu này nghe. Cái con người tạo tội nghiệp lớn nhất là thừa cơ hội người khác khổ mà trục lợi, thừa cơ hội người khác bệnh mà kiếm tiền. Đây là chết không có đắc dung thân cho quý vị. Đừng có nói chuyện dẫn chơi. Con người ta đó, lúc ngặt nghèo là mình phải giúp đỡ người ta, lúc mà bão tố cuồng phong là mình phải làm sao giúp được người ta. Nên người ta mới nói là giúp ngặt không giúp nghèo. Ngặt là lúc đang khó khăn, lúc đang đói khát. Quý vị biết người ta đang đói khát khổ mà quý vị chỉ cần cho người ta một miếng đồ ăn thôi thì cái tâm cảm ơn cỡ nào cho quý vị. Còn lúc người ta có tiền bạc đầy đủ bị cho người ta chưa có cảm giác đâu. Nhưng mà lúc người ta nghèo đến khổ đến mức cùng cực mà bị cho người ta miếng thôi, quý vị biết cái tâm cảm ơn cỡ nào chưa? Quý vị tại sao không đem những lời này để dạy con cháu mình? Con cháu ơi, sau này đi học nghe, rồi con làm cương vị này cương vị kia cương vị nọ nghe con. Nhớ nè, người xưa nói có đức mặc sức mà ăn con à. Con nhìn rất nhiều người trong cái cuộc đời này, họ giàu sang phú quý lắm mà đùng cái họ không còn cái gì đâu con à. Người xưa nói rằng người hùm chết để gia, người ta chết để tiếng. Con đừng có vì tiền bạc mấy mươi năm thời gian kiếm tiền đó mà khi chết rồi con mới được cái gì đâu con à. Con cháu mình từ khi còn nhỏ mình cứ dạy cho con cháu mình những điều đó đó, để sau này con cháu mình lỡ làm được cái việc này việc kia lớn trong cuộc đời này, đừng có tùy tiện uổng cuộc đời. Trời ơi, thí dụ như bây giờ chúng ta có một cương vị gì được vài năm đi, chúng ta làm cho ngon. Khi mình nghĩ làm á, trời ơi, mình vẫn là ngon lành tự tại. Những đức nói thí dụ như bây giờ, nếu như những đức ở ngoài đời mà nếu những đức được làm chủ tịch xã
À, thí dụ cho tình xã thôi nghe, trong vòng nhiệm kỳ tôi 5 năm, thí dụ nghe, tôi nói thì ví dụ nghe, bây giờ tôi nghe đạo tôi hiểu, tôi sẽ làm điều này. Trong 5 năm đó những đứa cố gắng coi chòm sớm xã làng đâu, cần cái gì tôi cố gắng, tôi lấy cái danh mà tôi đang có tôi làm, dù cầu nào gãy tôi xây, ha, rồi đường nào hư tôi sửa đường cho tốt, rồi chòm sớm ai khổ á tôi động viên nhân dân khu vực đó để gom góp để mà cắt cái nhà này lại cho người ta. Trời ơi, cái thời gian đó nghe quý vị, 5 năm quý vị làm vậy đi, khi mà mình về hưu mình nghỉ đó, mình đi đến đâu một cái là chòm sớm cứ gặp mình là kêu chủ tịch, chào chủ tịch. Tôi nghĩ là chủ tịch rồi không, mà trời, lúc nào chủ tịch cũng là trong lòng chúng tôi. Lúc mà ông làm việc á, trời ơi, tôi thấy cái gì đâu mà quá đặc biệt. Cái làm việc là cơ hội, nên coi cái làng cái xóm mình sao mình giúp. Mà mình đi tìm hiểu coi cái nhà đó làm ăn mà nghèo quá, lo làm ăn mà rất nghèo, lâu lâu mình họp lại dân phố lại, mình ngồi mình nói chuyện cho dân phố nghe nó lành mạnh, những điều nó tốt đẹp, để dạy con cháu trong cái phố của mình nó tốt đẹp, cái xóm mình được tốt. Trời ơi, mình là cái ông có chức phận của xóm mà, mình có cương vị, lâu lâu mình mờ lại hết, chòm sớm mỗi nhà cử người đến để dự cái họp đó. Trời, giết mình đưa cái tư tưởng giáo dục của cái xóm làng mình luôn, là cái xóm làng mình nó phát lên liền à. Cái thờ mình làm 5 năm đó, trời ơi, nó đúng là thờ cục đặc biệt á, chứ không phải giỡn đâu nghe. Mình làm vậy xong khi sau này mình nghỉ đó, ai gặp mình cái là chào chú Tích, chào chú Tích. Nó, còn nếu như mà mình làm mà không đàng hoàng, họ gặp mình kêu chủ đích. Trời, nó chửi mình đó, đừng nói chuyện giỡn chơi cái trời. Lúc mình cương vị nó không dám đụng mình đâu, nhưng mà khi mình nghĩ nó coi thường mình lắm. Đây là những đức nói, đây là chân thật đó, những đức đọc lịch sử á. Đọc lịch sử á, những đức thấy rõ ràng á. Đó, nên mình á, dạy con cháu mình đi vị. Bây giờ cái câu này những đức mà nêu lên gì, quý vị biết những đức đọc tư tưởng từ ai không? Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đọc từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, quý vị. Quý vị coi người ta, bây giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày đi lâu vậy, mà tại sao người dân Việt Nam mình vẫn nói chủ tịch muôn năm? Có nghĩa là Bác Hồ muôn năm, Bác Hồ trong lòng người dân Việt Nam muôn năm, mà không phải người dân Việt Nam không đâu nghe quý vị, cả nước ngoài luôn người ta vẫn quý trọng Bác Hồ. Trời, con người mà sống cuộc đời như vậy thì ý nghĩa biết nhiêu nói quý vị. Chúng ta nên đọc lịch sử để học được một chút đó mà sống. Con người với ba bữa cơm thôi, có giàu cỡ nào cũng ba bữa cơm thôi. Cái nhà có rộng cỡ nào thì cái giường chúng ta nằm cũng bị ngang chút, chứ không lẽ mình lăn cả cái nhà? Không lẽ nhà mình bự rồi mình lăn từ ở cửa nhà mình lăn ra tới sau hè, mình lăn từ sau hè mình lăn ra tới cửa nhà, rồi mình lăn từ sau hè mình lăn ra ngoài nhà bếp. Mình nói nhà tôi bự lắm, tôi ngu gì tôi ở có chút xíu, tôi lăn cho nó đã, lăn đi rồi mình mẩy mình gai gốc không cho mà biết. Hiểu không? Quý vị coi, nhà có to cỡ nào cũng làm mọi cho cái nhà lao thấy mồ, cái nhà cho nó gọn thôi, đừng có bự quá, đừng có bự quá, nhưng mà nó có hoàn cảnh chút để cho mình sống. Ví dụ nếu nhà mình có điều kiện mình biết thiết kế đi, nhà mình ha, có một cái phòng gọi là giống như cái phòng mà cái phòng này dành riêng cho vợ chồng con cái nha, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà trong đó mình bày cây cảnh đồ cho nó đẹp nhân sinh á, tự nhiên mình bước vào nhà mình ngồi gia đình mình tự nhiên ngồi bên nhau uống ly nước trà ăn cái bánh, ồ, gia đình mà nó sum họp, nó thường bồi dưỡng được cái hạnh phúc đó thì quá tuyệt vời. Những đức nói với vị nghe nghe, cái lối sống của con người ta càng mà phát triển chừng nào quý vị thì lạ thay, con người ta không biết sống. Khi những đức đi tu những đức mới biết sống quý vị. À, bây giờ những đức biết sống lắm. Quý vị nói những đức bận lắm hả? Tôi có rất nhiều thời gian để được sống rất thoải mái, nói thiệt luôn á. Cả ngày tôi làm việc tôi đi vậy vậy mà tôi có thời gian lắm. Buổi chiều tôi xách xe đạp tôi chạy vòng vòng chùa chơi vậy đó. Tôi có những thời gian rất là thoải mái. Có khi tối về anh em ngồi nhau đàm đạo nói chuyện vài câu vui lắm nghe quý vị. Đúng là cái niềm vui này, đúng là tại sao mà ngày xưa có những người người ta ẵng sĩ nghe quý vị. Mình không hiểu, mình nói ủa tại sao có người này nó kỳ cục, tại sao họ đi làm cái việc lạ kỳ, sao mà đi sống những cái ngày tháng kỳ cục cái trời. Bây giờ nhà Đức mới hiểu, thì ra là trong cái niềm vui nhân sinh đó nghe quý vị, nó là niềm vui cao cấp nhất của đời người. Niềm vui nhân sinh nó mới là niềm vui thật sự của đời người. Quý vị coi, có nhiều nước trên thế giới quý vị nó rất phát triển,
Và công việc họ làm đến mức mà họ phải ở ngay chỗ làm để làm. Họ không có thời gian để được nghỉ ngơi. Họ làm suốt thời gian. Và con người không có được những cái thời gian gì đối với con người với con người với nhau hết quý vị. Quý vị coi vậy thì con người chúng ta tại sao mà lại sống trong thời cuộc nhiều kiếp nạn này quý vị? Là ngay chỗ con người chúng ta như một bộ máy làm việc. Và con người nó không được giao tiếp cùng với con người nữa. Giữa vợ chồng con cái có khi cả ngày không gặp nhau. Tối lại thì mệt quá, ai về phòng nấy để ngủ. Vậy thì cái gia đình này còn gia đình không quý vị? Thì một cái nó có những gia đình nghe quý vị, chưa từng có buổi cơm mà nhà ngồi ăn cơm chung nhau á, thất bại rồi. Gia đình nếu mà như không có buổi cơm ngồi ăn cơm chung với nhau quý vị, là vợ mình nó dễ đi lấy chai lắm. Nói thiệt á. Tại vì nó ngồi ăn cơm với đồng nghiệp giết á, nó tán ngẫu giết mà nó lấy người khác. Quý vị biết rằng phụ nữ nó rất dễ nhẹ dạ. Mình mà chỉ cần thả nhẹ ra ăn cái thôi là nó dễ dính người này người kia lắm. Nên mình là người đàn ông khéo léo, là người đàn ông biết nhắc nhở vợ mình. Và phải biết bồi dưỡng tình cảm thì tình cảm vợ chồng mới được hạnh phúc lâu dài. Với cái xã hội phát triển bây giờ, chiếc điện thoại thôi con người ta cũng rất dễ để bỏ chồng bỏ vợ. Bây giờ bị coi gọi điện thoại thấy hình ảnh luôn, tán ngẫu nói vài câu chơi đồ ha anh Viện. Thí dụ như bây giờ đồng nghiệp nữ rồi nói chuyện qua lại nhau đi, không hiểu đạo nghe, tán ngẫu thấy hình ảnh rõ ràng trên điện thoại, nên rất dễ đi vào cái chuyện gia đình xảy ra vấn đề đổ vỡ, rất dễ luôn. Nếu như mà bây giờ mình được nghe giáo dục gì nè, vợ chồng đều được nghe, thì nó biết bồi dưỡng cái gia đình của mình, là con người với con người nó xích lại. Mỗi tuần thứ bảy gặp nhau ở đây, vợ chồng con cái, tự nhiên con chạy tung tăng chơi, vợ chồng đi vòng vòng xung quanh chùa để mà tâm sự, nói chuyện này chuyện kia rồi nghiêm túc đàng hoàng. Tự nhiên nó có những khoảnh khắc thời gian vậy, tự nhiên vợ chồng nó có một cái sự mà hạnh phúc của cái sự hiểu biết. Chứ nếu không nghe nó xa nhau giết, xa mặt cách lòng. Bây giờ quý vị coi á, tại sao xã hội chúng ta càng ngày càng phát triển mà quý vị coi vợ chồng càng ngày càng ly hôn nhiều. Nếu như quý vị mà thống kê một năm, và năm nay và năm sau, thì hình như là mỗi năm ly hôn càng nhiều. Nếu mà cái sự ly hôn này càng nhiều, vậy thì tệ nạn xã hội sẽ nhiều. Vì biết vì sao mà con người ta hư không quý vị? Vì cha mẹ không hạnh phúc. Cha mẹ không hạnh phúc vậy thì cái tâm tư của con á, đứa bé này nó bị đổ vỡ cái tâm nó. Đi với cha mà không có mẹ, đi với mẹ mà không có cha. Quý vị đặt vai trò làm con, có ai làm con mà muốn đi với cha mà không có mẹ, đi với mẹ mà không có cha không? Thì bây giờ cha mẹ nó không được hạnh phúc thì ai dạy nó được đầy đủ kỹ lưỡng đây? Nên đứa con này buồn quá, chán nản, đi bụi đời, bỏ học. Nên con mình bị hư là do vợ chồng thiếu hạnh phúc. Nếu vợ chồng mà chung tay mà xây dựng gia đình tốt thì dạy con được tốt. Từ cái tấm gương của cha mẹ mà ảnh hưởng con. Nên cái việc quý vị muốn con mình hiếu với mình thì bản thân mình hiếu với cha mẹ mình là điều 100%. Nhớ nè, muốn con mình hiếu với mình thì mình phải hiếu với cha mẹ mình. Nếu như mà bản thân mình muốn con mình hiếu với mình mà mình không nghĩ đến cha mẹ mình thì làm sao con mình hiếu với mình? Suy nghĩ đi. Đó. Nên có một câu rất là hay nè. Điều thiện tối cao không gì hơn hiếu. Điều ác ác nhất không gì hơn bất hiếu. Bây giờ tất cả các cháu ngồi đây nghe. Còn nhỏ gì thôi mà cầm chiếc điện thoại mà cha mẹ mua điện thoại cho luôn đó. Vậy mà cầm chiếc điện thoại mà bấm gì cái cha mẹ kêu đến sân si. Hoặc là giả dối. Mẹ kêu nghỉ đi con, ngày mai đi học. À mẹ đi nghỉ đi, chút xíu con nghỉ liền. Rồi bà đi ngủ dắt nó tới 1 giờ khuya chưa nghỉ. Trước nhất là giả dối rồi còn gì nữa. Nói lời giả dối rồi gạt cha mẹ. Thấy không? Đó thấy chưa? Mà những đức thường nói rằng gạt cha mẹ thì bị tội gì? Cắt lưỡi. Cái quả báo bị cắt lưỡi. À, gạt cha mẹ là cái quả báo bị cắt lưỡi. Còn bỏ đồ ăn đồ uống, ăn uống mà bỏ đồ ăn đồ uống thì quả báo gì? Chứa một cái hầm ở dưới. Khi đi xuống dưới âm phủ là phải đi lỡ cái hầm đồ ăn chứa đó để mà ăn.
Nên mỗi cháu đi về chùa mình nhắc cái việc nè, các con tích phước. Tại sao có những quốc gia trên thế giới như nước châu Phi, một số quốc gia mà bộ tộc mà hiện tại đang rất là khổ. Có những bộ tộc hiện tại đất nước, toàn thế giới có những bộ tộc hiện tại rất là khổ. Họ sống rất lạc hậu, họ không có biết gì về cái chuyện trí thức này kia đâu hết, rất lạc hậu luôn. Mà có những bộ tộc mà tự nhiên một người nữ lớn lên chuẩn bị có gia đình thì nó cắt cái môi, nó đeo cái vòng bự thiệt bự vào cái môi thòng xuống, hai bên cái trái tay nó cắt ra, nó đeo hai cái vòng bự vô cái trái tay nó kéo xuống. Một người nữ nào mà đeo được cái vòng bự đó đó nghe, là người nữ này sẽ được ưu ái đặc biệt nhất. Trời trời, mình nhìn một cái mà mình muốn xỉu luôn. Vậy mà những người nam của bộ tộc đó đó thì thấy người nữ mà đeo cái vòng bự mà chăng cái môi mà thòng xuống đó, trời ơi mà nó đau đớn, mà đến nỗi mà nước mắt nó chảy ra mà nó đeo, trời là trời, khổ gì đâu. Thì là biết người nữ này là đẹp nhất của bộ tộc đó. Thì mấy thằng con trai mới cầm cây lại quýnh nhau, quýnh cho thằng nào chạy hết, một thằng thắng thì đem con nhỏ này về làm vợ. Bộ tộc nó ngộ ghê. Còn có những bộ tộc quý vị biết rằng là họ ở cùng với con thú vật. Trong cái nhà họ ở là như một cái chuồng, rồi con vật ở trong đó họ cũng ở trong đó luôn. Sự ăn uống của họ dơ giấy không tưởng tượng được. Bây giờ những đức nói cho các con nghe nè, bây giờ các con được sinh về đất nước Việt Nam thì các con có phước, nước uống đầy đủ, đồ ăn có ăn, đồ đạc bạn sạch sẽ. Nếu như các con mà thiếu phước, cái các con sanh vô cái bộ tộc mà đen thui, rồi lớn lên cái rồi nó cắt cái môi các con, nó đeo cái vòng thiệt là bự vô, dễ bị bấm lên những bộ tộc đó cho con mình coi thử đi. Những đức nói rồi có không? Nó rồi hoặc là bây giờ uống nước mà mình uống miếng mình hắt, sau này mình hết phước ở những cái quốc gia có nước, mình sanh lên đất nước châu Phi. Thấy nước châu Phi nít chưa, cái bụng nó chỉnh binh vậy nè, nó mà nó ốm kỳ cục, thấy chưa? Đó là thiếu phước nên sanh vào những quốc gia không được tiếp nhận giáo dục, gọi là biên địa, sanh đến biên địa. Bây giờ những đức nói rằng tất cả chúng ta đang ngồi đây là có phước lắm nè, nên mình được nghe giáo dục. Nếu như mình thiếu phước, mình sanh trong đất nước Việt Nam nhưng mà mình lại sanh ở cái vùng biển, mình sanh ở cái nơi mà không ai dạy mình luôn, gọi là biên địa đó, không ai dạy hết trơn á, cũng có chùa chiền mà không ai dạy gì hết. Còn bây giờ mình được đi đến đây mỗi tuần thứ bảy chủ nhật mình được nghe giáo dục này là mình có phước lắm á nghe, chứ không giỡn đâu đó. Nhưng mà có những người đi đến ngồi nghe chút xíu xíu đứng đi ra ngoài ngồi bấm điện thoại, có không? Có đó quý vị. Trời ơi, những đức nói thiệt chứ, mình làm cha làm mẹ mình nên học được nhiều cái hay hay để mình về mình rèn luyện trong cái gia đình mình cho nó đạt hơn. Bây giờ mình nói thiệt chứ, mình đi đến chùa mà nói cái chùa người ta cả ngàn người mà tại sao nó răm rắp, mình đi tìm hiểu để mình đem phương pháp về nhà, người vậy nó mới khôn thông minh, tối ngày bấm điện thoại hoài có được gì đâu, hiểu không? Thí dụ như đơn giản thôi, mình mà thiếu phước cái nhìn cái mặt mình cái cũng thiếu phước nữa. Tự nhiên người ta đang ngồi, người ta nghe pháp rồi đi kinh kinh, hoặc là mình cầm điện thoại lô, mình thấy biết mình nhìn cái là biết. Bây giờ những đức nêu lên để quý vị nhìn người thiếu phước, vì thấy họ không có nhìn ra được, họ không nhìn ra được. Cái người mà phước đầy á, tự nhiên ta đang ngồi phân phát gì, người ta bước vô đây là ta cài điện thoại chế độ rung liền, hoặc là tắt nguồn điện thoại luôn, không để động người ai, chứ là người có phước nhìn ra. Hoặc là thấy người ta đang ngồi gì có chuyện gì nghe khem khép người đi ra từ từ. Còn người mà thiếu phước thì sao? Thẳng lưng đi ra ngoài, cầm điện thoại, alo, gì không, ở đâu, tôi đang ở chùa. Ai cũng quay lại nhìn nó, cái thứ gì du viên chợ, tôi đang nghe pháp tự nhiên nói chuyện sùm, biết rồi đó, người đó thiếu phước rồi đó, hiểu chưa? Thiếu phước này cũng chết đó. Còn người mình có phước thì tự nhiên mình đi đến đâu mình đi ngang cái ta gặp mình tự nhiên ta thấy mình ta thương, có phước. Còn mình vừa gặp người đó là mình đi thiếu phước liền, mình gặp mình thấy ghét, thiếu phước, thấy không?
Nên mình đi đến chùa mình nhìn, thí dụ như mình xấu mình không có đẹp, nhưng mà nhìn những cái phong cách đó, con người mình học nhanh nhất là mình nhìn được phong cách. Thí dụ mình nhìn phong cách người đó sao nó đặc sắc quá, mình nhìn phong cách đó, mình học phong cách đó được chút. Tuy mình không có được như họ, nhưng ít gì mình cũng có được cái gì đó được một chút, không có tệ quá. Con người mà có góc độ vậy thì con người không có tệ đâu. Thí dụ như mình là người nữ đi, mình thấy sao mình quê mùa, mình thấy mình sao mình không có đặc biệt gì hết chứ. Mình nhìn được một số phong cách của một số người nữ mà cái cách giao tiếp của họ nó hay, mình học một chút, học một chút, học một chút, rồi mình đem cái đó mình áp dụng, thì tức khắc từ từ mình hoàn chỉnh từ từ lại liền, là mình từ từ mình thấy đặc biệt liền. Mà cái cần nghe giáo dục để mình nhận thức được phương pháp. Thí dụ như mấy cháu nhỏ này đi, các con chỉ cần thông minh nghe, đi vô trường học, trường học á, một lớp 50-60 đứa thí dụ, các con chỉ cần nhìn cái đứa nào trong lớp học mà ai cũng quý thương thì các con nên quan sát, nên quan sát liền. Quan sát vì sao mà con nhỏ này ai cũng thương nó, ai cũng quý nó. Mình phải quan sát từ xa mà để ý như này. À, con nhỏ này có cái nhân cách gì này đặc biệt này, phải lấy cái nhân cách này để học nó mới được, thấy chưa? Rồi mình phải cần có thời gian để tiếp cận đứa bé này. Bây giờ ai cũng thương nó, ai cũng quý nó, mình nghèo, mình xấu, nhưng mà bây giờ tôi muốn kết bạn với bạn. Mình cái cách mình nói chuyện gì này các con? Bạn ơi, tôi rất là nghèo bạn, tôi rất là xấu, nhưng tôi rất ngưỡng mộ bạn. Tôi nghèo, tôi xấu mà tôi cũng thật sự mà nói tôi thích bạn có nhân cách. Tôi muốn kết bạn với bạn. Tôi muốn học những cái hay của bạn. Bạn có cho tôi cơ hội kết bạn với bạn không? Con người mình tuy nghèo xấu nghe các con, nhưng cái cách nói chuyện của mình như vậy đó. Thì bây giờ mình thử đứa này có thật sự nó là đứa đặc biệt không? Nếu như nó nói, à được, bạn bè mà, mình kết bạn nhau, học tập nhau, bạn ơi, là bạn này đặc biệt thiệt rồi. Nhưng mà mình vừa nói câu đó, mình vừa nói ra, nó nói nè, gì? Xấu gì mà kết bạn với tôi? Nghèo mà kết bạn với tôi? Nó nói vừa nói câu nói này thì mình nói một câu với nó lại một câu gì nè. Tôi nói thật với bạn nghe, qua câu nói này của bạn nghe bạn, dù bạn có kết bạn với tôi vẫn không kết bạn với bạn. Thật sự luôn. Dù bạn có kết bạn với tôi vẫn không kết bạn với bạn. Vì tôi nói thiệt với bạn, rất nhiều người khen bạn, bạn học giỏi, bạn có nhân cách, nhưng khi qua lời nói này, tôi thật sự tôi đã thấy lầm về bạn. Nhiều người lầm về bạn. Tôi nghèo nhưng tôi đâu có xin ăn gì bạn đâu, tôi đâu có làm phiền bạn cái gì đâu, nhưng mà tôi rất ngưỡng mộ bạn, tôi muốn kết bạn với bạn, tôi muốn học bạn điều hay mà bạn trả lời lại với tôi như vậy, thì tôi thấy bạn là người cũng không có đặc biệt gì giáo dục đâu. Thôi được rồi bạn, tôi hiểu bạn rồi đó. Không? Một con người nghèo xấu mà các con có nhân cách vậy đó, các con thua ai? Đố mà các con thua người khác á, không bao giờ thua ai chứ. Dù bây giờ mình lùn xỉn vậy nè, lùn xỉn nè, cái đứa kia nó cao như người mẫu vậy đó, thấy không? Mình nói chuyện với họ, mình nói tôi tuy lùn nhưng tâm tôi không lùn. Không, tôi cái con cách nói chuyện nó phải ghê gớm nghe, không phải giỡn đâu. Có những cái nói chuyện mà người ta không hiểu được nổi được luôn á. Tôi tuy lùn mà tâm tôi không lùn, bạn tuy cao nhưng tâm bạn lùn. Trời ơi, nói chuyện cái gì mà ghê gớm người ta. Hỏi lại, bạn hãy giải thích kỹ cho tôi nghe, cho tôi hiểu. Tôi tuy lùn mà đối với cha mẹ tôi hiếu thảo, đối với anh em tôi hòa thuận, đối với bạn bè tôi thương yêu. Tuy tôi lùn về thân nhưng tâm không lùn. Bạn cao nhưng đối với cha mẹ bạn không hiếu thảo, đối với anh em không hòa thuận, đối với bạn bè không có thương yêu giúp đỡ. Như vậy thì bạn thân cao nhưng tâm lùn. Tuy là tôi lùn, tôi nói chuyện, tôi đứng, tôi nhìn lên bạn, nhưng tôi cảm thấy tôi không có gì phải mắc cỡ hết, vì tôi không thẹn với lòng tôi. Tôi có thân người, cha mẹ tôi cho tôi lùn cũng được, tôi không có gì mắc cỡ hết. Sau này các con lớn lên nhớ nghe, đừng bao giờ ngại gì mình lùn, đừng bao giờ ngại gì mình hô, đừng bao giờ ngại gì súng răng, cũng đừng bao giờ ngại gì mình tàn tật. Tôi trong mỗi cương vị tôi đều làm mà tôi để sống, chứ tôi chưa bao giờ đi lạm dụng xin xỏ ai. Tôi cũng không bao giờ đi hèn mọn với ai. Từ nơi đó tôi xấu, tôi chấp nhận tôi xấu, nhưng bạn cũng không có quyền gì bạn coi thường tôi.
Tôi cũng không bao giờ nịnh nọt vì bạn để sống qua ngày. Đoạn than: con người các con mà như vậy thì thật sự mà nói, vẫn có người có tầm nhìn sâu để nhìn ra các con liền. Như chàng nít đó, thấy chưa? Ta cục tay cục chân mà người ta còn có vợ người mẫu. Không, mà công nhận chàng nít này cao thủ thiệt. Cao thủ võ lâm. Nó thiệt. Chúng ta nên học. Tất cả các cháu nhỏ này nên học. Người ta cục tay cục chân gì mà cái nguyện người ta là tương lai phải như vậy đó. Rồi tương lai tôi phải lấy vợ người mẫu đó. Rồi tương lai tôi sẽ có sự nghiệp gì đó. Rồi tôi phải đẻ con trai đàng hoàng. Ảnh có 4 thằng con. Ghê không? Sự nghiệp đặc biệt, vợ đẹp người mẫu, trong khi cục tay cục chân. Ghê thiệt. Số 1. Nên cái điều mà Nhân Đức truyền lửa cho các cháu nhỏ đây, các con đừng bao giờ mặc cảm với cái cuộc đời của các con. Dù cha mẹ các con hư, dù cha mẹ các con ly dị, dù cuộc đời các con về cái gọi là cái, mình nói về cái gia đạo của mình nó không được lành mạnh đặc biệt, cái đó là chuyện của gia đạo. Chuyện của chúng ta là chuyện bây giờ là chúng ta phải gây dựng lại nè. Các con nhớ, cha tôi bính bài, mẹ tôi đi lấy chai. Tôi là một đứa trẻ được bị nhiều người khinh rẻ. Vì cha tôi quýnh bài cờ bạc rượu chè, mẹ tôi đi lấy chai. Tôi được sinh ra từ cha mẹ tôi. Nhiều người cười chê tôi. Như vậy không lẽ tôi là người gốc ngóc đầu lên không nổi hả? Không có cửa đó đâu. Họ là chuyện của họ, ta là chuyện của ta. Ta phải tiếp nhận giáo dục, ta phải đứng lên từ đôi chân của chúng ta đàng hoàng. Chứ không bao giờ bị những cái trạng thái đó làm mình phải tiêu cực. Chuyện của cha mẹ là chuyện của cha mẹ. Bổn phận mình làm con là bổn phận làm con. Người lớn là chuyện của người lớn. Chúng ta là người được tiếp nhận giáo dục thì chúng ta phấn đấu lên cho thật tốt. Chứ đừng vì cái gia đình mình mà bản thân mình cả đời phải bị gia đình mình đè phục, buộc ràng cho mình không ngóc đầu lên nổi. Đừng có nên như vậy các con. Những đức thấy rồi, cuộc đời của người mình nên tiếp nhận giáo dục, nên phấn đấu lên sống cho thật tốt. Chứ đừng có nên sống những ngày tháng mà tự nhiên bị cha mẹ mình vậy, người thân mình vậy, cái bản thân ta cái là cứ là như vậy, không nên. Ví dụ như nhà mình từng đời toàn là chết yểu không? Mình nói chắc tôi cũng chết yểu. Tầm 7. Từng đời chết yểu. Mà họ sống không vui. Còn mình tương lai cũng chết yểu. Nhưng mà sống ngày nào vui ngày nấy. Được không? Lối sống rất đặc biệt. Nha. Nói quý vị thấy không, mỗi tuần thứ 7 mà đi đến đây mà nghe gì cái thôi, tự nhiên mỗi một con người chúng ta có tư tưởng nạp năng lượng rồi, thấy không? Rồi thêm cái nữa là chùa mình á, tuần nào cũng có những người sinh nhật, cũng có những người lớn tuổi. Năm nay có người 75 tuổi ha, hai người 75, một người 40, 2, 4, 6 người ha. Nhớ nghe, sinh nhật là nhớ ơn cha mẹ, niệm thêm câu Phật hiệu hồi hướng cầu an cho cha mẹ còn sống, cầu siêu cho cha mẹ đã chết. Sinh nhật không phải là để đòi tiền, đòi quà, không phải. Mà sinh nhật là để cảm ơn cha mẹ. Ngày nay sinh mình khổ quá. Bây giờ nhiều bà mẹ ở đây nè, sinh thấy sao? Gặn đẻ muốn chết. Vậy mà con mình bây giờ nó lớn lên, nó đi tổ chức sinh nhật, nó mời bạn bè nó đến để nó đãi ăn cho bạn bè, nó chúc tụng bạn bè, chúc mừng bạn. Ngày nay bạn sinh ra đời, trong bụng chúng ta bây giờ hiểu đạo, mình nói thôi chúc cái gì mệt quá. Đức Phật, Đức Chúa Giêsu sinh ra đời, người ta làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Còn tôi từ khi sinh ra đời tới giờ tôi thấy cuộc đời tôi khổ quá trời luôn. Mà khi tôi mà sắp sửa sinh ra, mẹ tôi đẻ tôi, bà gặn muốn chết. Mà giờ mà chúc tụng cái gì, thôi được rồi, để ngày nay tôi đi tu ngày, tôi hồi hướng cho cha mẹ tôi. Hoặc là tôi mua, tôi không có tiền, nhưng mà bây hởm giờ đi học để dành mua được cái bánh kem có chút xíu à. Nên về tôi cắt cho mẹ cha tôi. Tôi không có học như các bạn, tôi không có tiền gì để tổ chức cái gì đâu, hiểu không? Nó như vậy là đúng nghĩa. Còn bây giờ á, chờ tới ngày sinh nhật để đòi quà, chờ tới ngày sinh nhật để mà chúng ta đòi cái nào đòi kia là không đúng đâu. Nên ngày sinh nhật ở trong chùa mình tổ chức cho người vô chùa mình là cái điều tư tưởng mà Nhà Đức nêu lên, để mỗi một người chúng ta nhớ hoài cái câu Nhà Đức nói: sinh nhật là nhớ ơn cha mẹ, chứ không phải để đòi quà. Chùa mình, cái lớp đạo làm con chúng ta
Có từ thời gian cũng tính ra hơn 5 năm. Nhân Đức buổi chiều đi một vòng xung quanh chùa, thấy các cháu đến chùa rất là vui, từ cha mẹ các cháu cũng vui. Nói mà mình đi vòng vòng xung quanh chùa thôi, có một cái không gian rộng vô cùng. Có những người thì ngồi băng ghế cũng nghe pháp, có những người thì đi vòng vòng cũng niệm Phật, còn nhiều cháu thì ngồi xe điện, hoặc là mấy cháu nhỏ nhỏ nó chạy chơi vui vô cùng. Nhưng Đức thấy là cái sân chơi này rất lành mạnh, đến chùa lại gieo cái duyên cho các cháu đặc biệt. Nên nhiều cháu nhỏ, các con khi đi về chùa, cái giờ mà niệm Phật 20 phút này nè, các con chỉ cần có cái tâm nha, con niệm Phật 20 phút này con hồi hướng cầu an cho cha mẹ con, cầu an cho ông bà con, cầu an cho những người trong gia đình con được siêu thoát. Hoặc là lỡ mẹ con có lỡ ma phá thai, chị con hay em con gì, thì con nguyện hồi hướng để mà cầu siêu cho anh chị em con. Chỉ cần có cái tâm đó nghe, là cái phước lớn lắm á. Chỉ cần có cái tâm đó là cái phước rất là lớn, phải nhớ. Nên á, mỗi một người chúng ta tu được phước duyên á, mình đi về chùa mình được hướng dẫn. Từ con nít gì nè, bây giờ không mà bắt nó niệm Phật 20 phút đồ ngồi đồ này kia, đồ phải gia đình phải cha mẹ tu mới được, chứ không mà bắt ngồi khó lắm. Vậy đó mà ngồi bấm điện thoại là ngồi được mấy tiếng á, tin không? Thí dụ như bấm điện thoại cha mẹ kêu nghỉ đi, dạ chơi chút con nghỉ, mình đi ngủ nó vớt thêm vài tiếng nữa. Mà bây giờ quý vị nghĩ đi, nó không bấm điện thoại nó làm gì vậy? Thời gian đi học, thời gian về nhà thì hoàn toàn gia đình là một cái gia đình khép kín lại, một phạm vi gọn quá. Và bây giờ nó không có cuộc chơi gì vui, chứ gọn nít làm sao đây quý vị? Nên những đức mới nói là chùa mình là thứ bảy là cái sân chơi lành mạnh vui. Quý vị coi nít nó về chùa mình nó tung tăng, nó chạy nhảy, dù hoàn cảnh nó rộng quá. Còn nhà mình giờ có một không gian nhỏ quá, bây giờ nó chơi với ai giờ đây? Cha mẹ đi làm ai cũng lo kiếm tiền, nó chơi với ai giờ? Thì bây giờ cái thời gian của nó hoàn toàn là bấm điện thoại. Bây giờ nó kết bạn bốn phương, nó chơi cái này chơi cái kia, rồi viết ở trong cái chiếc điện thoại đó đó. Mà con nít bây giờ hư, bị nhớ, trong chiếc điện thoại đó mà con nít bây giờ hư đó. Những đức nói với vị nghe chứ khó ai mà vượt qua chiếc điện thoại lắm. Cả người tu như những đức mà nếu những đức xài điện thoại cảm ứng hư luôn á, tin không? Hư á, hư với ai biết không? Hư với cái mấy bà sùng sồn đến đây tu nè. Tại vì sao? Vì nhắn tin qua lại mà thành quen tật. Ban đầu thì cũng nhắn tin Phật pháp, nhắn viết rồi nhắn tùm lum, hư đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên những đức không xài điện thoại là có lý. Những đức không xài điện thoại nên ngày nào những đức cũng thuyết pháp cho quý vị nghe đó. Nếu như những đức mà xài điện thoại mà ban đêm những đức cứ ngồi đó bấm điện thoại nhắn tin với mấy bà sùng sồn á, thì thôi khỏi còn cái miệng nào thuyết pháp nổi đi, nó hao năng lượng ác đạn luôn. Nhớ đó, quý vị đi về chùa bao nhiêu năm nay có bao giờ thấy một tin nhắn nào những đức nhắn tin cho ai hay gọi cho ai không? Chưa bao giờ thấy. Đó là cái điều mà quý vị thấy lạ đó à. Nhưng mà những đức thấy cái lợi ích của cái không xài điện thoại lớn dữ lắm. Nó giúp cho bộ não mình rất là sáng, giúp cho mình đỡ bao nhiêu cái tạp loạn khi đưa vô đầu mình. Có nhiều người nói rằng con không xài điện thoại biết làm sao mà làm ăn kinh doanh, thì xài trong một phạm vi nào thôi. Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ chùa mình đông như vậy mà những đứa có xài điện thoại đâu mà sao người ta cũng về ào ào, đúng không? Phải nhớ nghe, xài cho một cái phạm vi nào thôi, dành nhiều cái thời gian giữa con người đến với con người. Những đứa nói rằng chiếc điện thoại này nó hư trẻ em nè, hư nè chắc chắn luôn. Bây giờ rất là nhiều trò trong chiếc điện thoại đó cực kỳ hư luôn. Nếu như quý vị làm cha làm mẹ mà quý vị quyết định cho con quý vị nghe,
thời gian nào xài điện thoại, thời gian nào nạp điện thoại, giao cho tôi cắt. Giờ dắt xài tới giờ đó tôi biết. Các người phải vui chơi một chút, ở nhà bắt buộc quá cũng không được. Nhưng xài tới giờ đó giao điện thoại đây, để vào tủ phá cái cúp lại. Ngày mai mấy giờ tôi giao điện thoại, rồi mấy giờ tôi tịch thu điện thoại. Buổi trưa giao điện thoại đi ngủ, buổi tối mấy giờ giao điện thoại bị làm đi. Nếu như vì để cho con vì chiếc điện thoại nó ngủ trong phòng riêng thì tức khắc nó sẽ xài điện thoại lạm dụng thời gian không ngủ, thì nó đơ 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 sao học tiến bộ đây. Buổi trưa nó cầm điện thoại nó chơi nó không ngủ thì nó không học được phát triển, mặt nó đơ khờ hết trơn. Con nít mà những đứa nó mà xài điện thoại nhiều đi, mấy đứa nít này không có đẹp được đâu, vì nó hao năng lượng, mặt khờ quá. Thật sự mà nói với quý vị chứ, cả người lớn mà còn ghiền bấm điện thoại mà sao la người ta được. Người lớn mà buông ra cái là cầm điện thoại lướt liền vậy đó. Cả người lớn nè, đừng nói cả người lớn, người đời, cả cái người tu mà như đi ngoài đường như đứa còn thấy đứng giữa đường giữa xá mà cầm hai chiếc điện thoại lướt chiếc này xong lướt chiếc kia kìa, chứ đừng có nói chi người đời. Nhưng mà quý vị đừng bao giờ nhìn theo những cái dạng đó. Quý vị hãy làm những cái việc mà bản thân mình có thể phát triển được mình. Không lẽ người ta hư mình đi nhìn theo cái hư, tại sao mình không làm cái đặc biệt một chút? Thật sự mà nói bây giờ cấm đón các cháu luôn cũng không được đâu quý vị à. Quý vị cho các cháu được không gian gì, thời gian gì để chơi vui đây? Không lẽ giờ con nít nó ngồi đừ đó quý vị, sao chịu nổi? Nhưng mà những đức khuyên quý vị, thời gian, giờ giấc, quy tắc đàng hoàng của cái việc cầm điện thoại, quý vị không mạnh dạn được hả? Còn nhỏ mà không quyết định được thì lớn lên sao quyết định đây? Thí dụ như thời gian buổi tối các cháu có thể chơi điện thoại cho nó tới 9 giờ rưỡi hay gì đi, thì nó phải ngủ. Thí dụ 9 giờ, 9 rưỡi, 10 giờ gì, tùy quý vị coi thời gian phù hợp. Rồi giờ đó phải dẹp điện thoại, phá, đem vô cái tủ, khóa cái cụp, cầm gì phá bỏ trong túi mình. Rồi xong, sáng ngày mai bao nhiêu giờ đưa điện thoại cho, thấy không? Quý vị mà có thể quản lý kỹ một chút thì cũng đặc biệt lắm quý vị. Quản lý kỹ một chút thì đặc biệt đó. Nhưng Đức thấy cái mồi là chúng ta là trong cái thời cuộc này con người hư hết trơn à, tiêu à, tiêu à. Chiếc điện thoại này nè hư hết trơn à. Bây giờ nếu mà các cháu nhỏ này nghe nó nhận thức được đi, nó không có dạy gì, nó đi bỏ thời gian phí phạm tầm bậy đâu. Nội mà nó chát tầm bậy thôi nó cũng tổ phước nó hết trơn, giết cực khờ luôn, ngu luôn. Nói tầm bậy không, giết hết trơn phước rồi, không còn cái phước để nói chuyện nữa. Nói chuyện tầm bậy không, hoặc là lả lướt ở trên điện thoại, nói những cái lời tình ái rồi tầm bậy tầm bạ, cho nên nó giết rồi nó thành ghiền. Cái tật đó tầm bậy luôn rồi đó. Rồi có những đứa mà nó cầm điện thoại, mấy vị biết rằng là tình cảm với nhau trên điện thoại nữa à, từ nơi đó mà giết con người người ta khờ. Tại sao người ta trong chùa người ta làm bao nhiêu việc? Buổi sáng như Đức chia sẻ Phật Pháp 4 buổi, từ 4 giờ như Đức chia sẻ Phật Pháp cho tới 6 giờ là 4 buổi. Mấy buổi là những Đức dự trữ sẵn, 2 buổi là đưa lên mạng. 8 giờ rưỡi qua bên kia nói chuyện với quý vị và tu luôn cho tới 11 giờ mấy. Rồi xong về tới đây luôn, là lên ra đây coi lo đài bắt thì sao, là 1 giờ mới về phòng, nằm được chút xíu xíu. Rồi tiếp tục đi xuống đây ăn cơm với đại chúng, sắp xếp số việc, ghinh đơn, chỉ mấy anh em ghinh đơn sao sao. Rồi bắt đầu là tới giờ qua đây học tập, mà quý vị thấy người ta tỉnh veo không? Người ta lúc nào cũng tỉnh chứ. Quý vị thấy Nhân Đức có bao giờ quý vị thấy Nhân Đức mà những đức nó thật chứ vị, chứ con người mình nghèo nghèo nghe, cái mặt mình nó tỉnh tỉnh chắc là ngon. Xấu kệ mồ, xấu không nói quan trọng. Cái quan trọng là con mắt của mình nhìn cái là thấy thu hút à. Đừng có mắt mà lúc nào cơ. Người ta nói cặp mắt mà nó giao tình đặc biệt, mà bây giờ cặp nhìn con mắt mình cái là muốn chết được, mà mình nó làm ăn được cái gì nữa, hiểu chưa? Con người mình nó thất thần, nó con người nó giống như nó thiếu ngủ, con người nó hết năng lượng. Nhìn mình cái là tự nhiên làm ăn cái gì nữa giờ. Ví dụ như mình buôn bán đi, người ta đến người ta mua đồ đi, mà vừa gặp mình cái là tự nhiên người ta mua lần đầu, người ta muốn mua nữa. Nói chuyện mấy câu là thấy dễ thương, ăn tình là đặc biệt. Tự nhiên người ta mua lần đầu muốn mua nữa. Còn vừa đến gặp mình mua một lần thôi, mai mốt nghĩ mua cái bà chủ, ông chủ này sao thấy gớm quá. Chuyện gì đâu mà thấy khù khờ, thấy nó mệt mỏi gì đâu á. À,
Nhìn cái trạng thái mệt mỏi là không bao giờ phát triển được đâu quý vị à. Thật sự. Đọc tên nè. Phạm Mai Khánh 8 tuổi, Trần Văn Quang Minh 6 tuổi, Trịnh Ngọc Quế Hương 40 tuổi, Nguyễn Ngọc Phương Vi 9 tuổi, Bùi Thị Thị Thản gì vậy? Phải không? Bùi Thị Thản 75 tuổi, Nguyễn Thị Minh 75 tuổi. Niêu sinh nhật rõ ràng hết trơn rồi ha. Để bữa nào những đức mấy đứa nhỏ này phải tập cho nó tu phước duyên. Vài bữa những đức ra ngoài cái chỗ bán heo, mấy con heo nuôi được á con, đem về nuôi heo, cha mẹ cho tiền đi học, 2-3 ngày bỏ vào 500 đồng, 1000 đồng tích phước, hiểu chưa? Tới ngày sinh nhật cầm con heo vô cúng dường Tam Bảo, con nguyện cúng dường Tam Bảo hồi hướng cầu an cho cha mẹ con. Trời ơi, phải tập cho từ khi còn nhỏ, tập từ khi còn nhỏ luôn, phải nhớ điều này hay lắm đó. Bây giờ sinh nhật ha, tặng quà cái cô 75 đâu rồi, đây hai bà cụ 75 tuổi ha, 75 tuổi mặt đẹp chứ chàng, hai chị em sanh đôi luôn hay gì sao giống quỳ. Hai bà cụ 75 tuổi đẹp lắm nghe. Mấy con bữa nay nghe dự chương trình sinh nhật mà cùng với hai bà cụ 75 tuổi là mình có phúc đó con. Thấy không? Ngồi chung với hai bà già có 75 tuổi. Mà hai bà già 75 tuổi đẹp lắm quý vị. Đứng lên cái coi, đứng lên cái coi. À, thấy chưa? Giống nhau lắm nghe. Rồi hai bà cụ ngồi xuống đi. Hai bà cụ có máy niệm Phật chưa ta? Ngồi xuống đi cụ. Có máy niệm Phật chưa? À có rồi, rồi được rồi, hai bà cụ cố gắng niệm Phật nghe. Bây giờ 75 tuổi mà còn tổ chức sinh nhật trong chùa, lúc nào mà Phật đến rước là đi theo Phật liền. Nha cụ, hai cụ nghe. Rồi, đây tặng quà cho cô. Đây à, nè con trai, nè con gái. Đây nè con. Hồi nãy như là có tặng áo đệ tử quy á ta, 100 cái biết có tặng chưa hả? Chưa hả? Ở đây có cháu nào chưa có áo đệ tử quy không con? Đưa tay coi. Kìa cô Nhật, cầm áo đệ tử quy á cô Nhật. Rồi đó, ai chưa có gỡ tặng đi. Rồi chúng ta đi phát bánh gì đó phát luôn đi. Chúng ta ngồi đợi một chút nha. Bây giờ mình chắp tay mình niệm Phật mấy câu nè, ngay ngày sinh nhật nè. A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần thứ bảy chúng ta có lớp đạo làm con. Các cháu được đến đây được niệm Phật và được nghe chia sẻ lớp đạo làm con, và các con được làm lễ phóng sanh. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Cảm ơn Hòa Thượng xây chùa chúng ta có chỗ để mình đi đến đây mình tu, và hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ của các cháu và các cháu, gia đình luôn luôn được bình yên hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát đều hưởng được những công đức này, đều phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các con về chùa được làm lễ phóng sanh,
Các con nhớ con ruồi, con muỗi, con kiến, con gián, con vật nó đều muốn sống như mình muốn sống. Tuyệt đối mình không có giết nó, vì mình giết nó là mình sẽ bị đoản mạng, mình sẽ bị bệnh hoạn, nghe chưa? Nên mình có tâm từ bi thì mình có sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả mấy con chim này các con. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. À, các con đồng niệm Phật với những đức để chúng ta thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc ông bà cha mẹ của các cháu luôn luôn an lạc và các cháu vui vẻ nha. A Di Đà Phật.